Chào mừng ơi, mình là Haru, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người hãy nhớ like cho video của Haru nhé. Và nhớ subscribe kênh của Haru. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay, hãy dựa vào kháng sinh của các bạn để tìm xem bạn là chiến binh thủy thủ nào trong thủy thủ mặt trăng Sailor Moon. Đầu tiên, tháng 1. Sinh vào tháng 1, bạn sẽ là thủy thủ sao thiên vương Haruka. Cô có ngoại hình giống như nam giới, có dáng người cao ráo khoảng 1m7, rất điển trai với mái tóc ngắn màu vàng. Cô khá cứng đầu, không thích dựa dẫm vào người khác và rất là gan dạ liều lĩnh. Tháng 2. Sinh vào tháng 2, bạn sẽ là thủy thủ mặt trăng con, là một nàng công chúa nhỏ bé đáng yêu, là một đứa trẻ vô cùng yêu quý quấn quýt bố mình. Cô bé rất hòa đồng, kết bạn với mọi người. Cô là bạn thân của thủy thủ sao thổ. Tháng 3. Sinh vào tháng 3, bạn sẽ là thủy thủ sao hải vương Michiru, với mái tóc màu xanh và gương mặt xinh đẹp. Hầu hết mọi lúc Michiru đều lạnh lùng, tuy vậy cô cũng là một người thanh lịch, chín chắn, điềm tĩnh và biết kiềm chế sự tức giận. Tháng 4. Sinh vào tháng 4, bạn sẽ là thủy thủ sao hỏa Ray. Cô có ngoại hình được cho là rất xinh đẹp, tóc đen dài và thường xuất hiện trong bộ trang phục của một vu nữ, giống như là bà đồng á, chứ không phải là vũ nữ nha mọi người, coi chừng nhầm. Ray là một người nóng tính, ý chí mạnh mẽ và có phần hóng hách một chút, lửa mà nóng lắm. Tháng 5. Sinh vào tháng 5, bạn sẽ là cô mèo Luna, một con mèo biết nói và là cố vấn của Usagi, và người đầu tiên phát hiện ra sức mạnh Usagi. Luna có thể biến thành người trong những lúc khẩn cấp, nhưng chỉ được trong một khoảng thời gian khá là ngắn. Tháng 6. Sinh vào tháng 6, bạn sẽ là thủy thủ mặt trăng Usagi, hồn nhiên dễ thương, với đôi mắt màu xanh dương, mái tóc vàng óng ả và trên đầu có hai cái búi giống như hai cái bánh bao nhân thịt. Đôi lúc hơi ích kỷ một chút, hay khóc nhè, rất lười biếng và bụng bề, khá là kém trong học tập, học sinh yếu đó. Tháng 7. Sinh vào tháng 7, bạn sẽ là thủy thủ sao thổ Hotaru. Cô có ngoại hình của một thiếu nữ 12 tuổi, khá nhỏ bé xanh xao, làn da rất trắng và có mái tóc đen ngắn. Vì năng lực kỳ lạ và tính cách khó lý giải, Hotaru bị các bạn tẩy chay và sống một cách khép kín. Tháng 8. Sinh vào tháng 8, bạn sẽ là Tuxedo mặt nạ, là một chàng trai tóc đen, mắt xanh, với chiều cao khoảng 1m9. Trời ơi, cao quá trời cao luôn. Lỗ tai bên trái có sỏ khuyên, là một người khá hướng ngoại. Mặc dù đôi khi hơi gay gắt, anh rất thông minh và hứng thú với nhiều môn học khác nhau. Chắc là cũng học giỏi đó. Tháng 9. Sinh vào tháng 9, bạn sẽ là thủy thủ sao thủy Ami. Cô là một cô gái nhút nhát, không dễ kết bạn, vì cô thường chỉ thích ngồi một mình đọc sách. Ami là một người nhạy cảm, tốt bụng, hiền lành và dễ xấu hổ. Cô thường hay thiếu cảm giác an toàn, không thích cãi vã và những việc như làm hại người vô tội. Tháng 10. Sinh vào tháng 10, bạn sẽ là thủy thủ sao kim Minako. Cô có ngoại hình khá nhỏ bé, chỉ cao hơn Usagi. Cô có mái tóc vàng óng và đeo thêm một chiếc nơ đỏ sau đầu, là một cô gái năng động, dịu dàng, thân thiện, lãng mạn, đôi khi hơi trẻ con một chút, khá là quậy phá luôn. Tháng 11. Sinh vào tháng 11, bạn sẽ là thủy thủ sao diêm vương Setsuna. Cô là chiến binh mang nhiệm vụ đặc biệt, đó chính là canh giữ cánh cửa không gian thời gian. Cô có ngoại hình tương đối cao ráo, làn da hơi tối màu và mái tóc xanh đậm. Cô có tính cách ít nói, lạnh lùng. Và cuối cùng, tháng 12. Sinh vào tháng 12, bạn sẽ là thủy thủ sao mộc Makoto. Cô rất là xinh đẹp, cô có mái tóc nâu, săn uốn lượn và thường buộc ra phía sau. Chiều cao và sức mạnh thể chất vượt trội mọi người. Mặc dù bên ngoài cô có vẻ mạnh mẽ, nhưng Makoto vẫn rất là nữ tính, thích làm những công việc như là nấu ăn, cắm hoa, làm vườn. Vậy là chương trình Anh Haru đến đây là hết rồi. Các em là thủy thủ nào? Hãy comment vào bên dưới cho Anh Haru biết nhé. Anh Haru sinh vào tháng 2 thì Anh Haru sẽ là
Thủy thủ mặt trăng con bé nhỏ mà ú ú ú. Chào các em, hẹn gặp lại các em.